Brad Pitt, tài tử triệu đô và lời thú tội muộn màng của người cha nghiện ngập. Hoạt động ở kinh đô điện ảnh Hollywood gần 3 thập niên, Brad Pitt là một trong những cái tên bảo chứng cho mọi vòng vé. Một nhân vật có thể khiến công chúng say sưa theo dõi mọi phim anh đóng, lục tung mọi ngóc ngách đời tư về anh. Sức hút của Brad Pitt không chỉ đến từ vẻ ngoài của người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh, mà còn bởi những vai diễn để đời đều có những sự trùng hợp bất ngờ với cuộc sống riêng nhiều thăng trầm của nam tài tử. Chàng trai kiêu hãnh chọn nghiệp diễn để tỏa sáng. Brad Pitt tên thật là William Bradley, sinh ngày 18 tháng 12 năm 1963 tại Shawnee, Oklahoma, Hoa Kỳ. Gia đình của Brad Pitt không có ai theo con đường nghệ thuật, nhưng từ nhỏ, anh đã ước ao sẽ trở thành một ca sĩ hoặc một diễn viên. Chàng trai Brad Pitt từ nhỏ đã tỏ ra cực kỳ năng động khi luôn tích cực tham gia nhiều hoạt động tại trường trung học, tại Kickapoo, từ bơi lội, tennis, đánh golf cho đến các sự kiện, buổi tranh luận trong các câu lạc bộ của trường. Ít ai biết, anh chàng cá tính này đã bỏ ngang khoa báo chí trường đại học Missouri với chuyên ngành quảng cáo trước ngày tốt nghiệp chỉ 2 tuần vì mê điện ảnh. Nhưng khi đó, Missouri không phải vùng đất có thể nuôi dưỡng được đam mê xa xỉ này. Thế là chàng trai 19 tuổi đã quyết định không ổn định cuộc sống như các bạn, mà khăn gói đến Los Angeles với khát khao cháy bỏng. Nếu phim ảnh không đến với anh, thì chính anh sẽ đến với nó. Tại đây, Brad Pitt đã kiếm sống bằng rất nhiều công việc kỳ lạ như là tài xế xe limousine, chở phụ nữ thoát y, vận chuyển tủ lạnh hay mặc trang phục gã khổng lồ tại hãng El Pollo Loco nhằm chi trả học phí cho các lớp dạy diễn xuất với diễn viên Roy London. Khởi nghiệp từ năm 24 tuổi với vai diễn viên quần chúng trong bộ phim Hunk ra mắt năm 1987, cậu trai Brad Pitt tiếp tục thử sức với những vai diễn vô danh cuối thập niên 80 như No Way Out, No Man's Land hay Less Than Zero. Dần dần, Brad có cơ hội xuất hiện trên truyền hình qua các vai diễn khách mời trong Growing Pains của đài American ABC và Dallas trên đài CBS. Gương mặt đẹp, góc cạnh đầy nam tính của Brad Pitt bắt đầu được các nhà sản xuất để mắt đến. Anh bắt đầu chạm ngõ mang mạc trong các bộ phim Thelma Louise, Johnny Suede, Cool World. Luôn nỗ lực khẳng định mình không chỉ là một chàng trai tóc vàng đẹp mã, Brad Pitt chẳng ngần ngại thử sức với đủ thể loại vai diễn. Từ vai cậu em trai ngỗ nghịch trong A River Runs Through It, chàng ma cà rồng lãng mạn trong Interview with the Vampire, The Vampire Chronicles hay một thám tử bị tra tấn tột độ trong Seven. Đặc biệt, vai diễn kẻ điên cuồng lập dị trong 12 Monkeys đã giúp anh giành được giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 1995. Trong vòng 10 năm, sự nghiệp của Brad Pitt lên như diều gặp gió. Năm 2004, vai diễn chàng dũng sĩ Asin trong phim Troy giúp anh trở thành một diễn viên hành động thực sự. Bước ra từ thiên sử thi Alias của Homer, Asin hệt như tính cách của Brad Pitt, không muốn sống một cuộc đời nhạt nhẽo mà luôn kiêu hãnh và ngạo nghễ. Bộ phim đã đoạt doanh thu cao chót vót đến 497,41 triệu USD, đưa Brad Pitt trở thành cái tên hái ra tiền hàng đầu kinh đô điện ảnh. Người đàn ông giàu suy tư. Với nhiều diễn viên, việc đạt được thành công ở nhiều dòng phim khác nhau là điều không hề dễ dàng. Vậy mà Brad Pitt đã thành công rực rỡ, thậm chí khiến cả Hollywood phải bất ngờ. Những nhân vật của anh theo thời gian cứ thế mà gai góc hơn, thâm trầm hơn, những dằn xé nội tâm đang xen phức tạp và nhiều góc cạnh hơn nữa. Nam tài tử khẳng định rằng, tôi không bao giờ muốn lặp lại cùng một tính cách nhân vật tới hai lần trong những bộ phim khác nhau. Tôi không phải kiểu người tự tạo ra rồi lại bán rẻ danh tiếng bản thân. Nếu các bạn thấy tôi làm điều gì đó tương tự tới hai lần, thì điều đó có nghĩa là lần thứ nhất tôi đã làm không tốt, và vì thế tôi muốn thực hiện nó thêm một lần thứ hai, chỉ vậy thôi. Không còn súng ống, đánh đấm đơn thuần, không còn là những chàng trai hào hoa. Brad Pitt trong The Curious Case of Benjamin Button năm 2008 trở thành một con người thâm trầm, lặng lẽ, ngắm nhìn và trải nghiệm cuộc sống ngược chiều tiến hóa. Chỉ có những diễn viên hiểu đời, hiểu người sâu sắc thực sự mới có thể diễn tả hết những trường đoạn lột tả nội tâm của Benjamin khi phải đưa ra những quyết định bản lề của cuộc đời mình. Tha thứ hay vị kỷ, sống tiếp hay nếp mình e dè sợ hãi, nếu giữ yêu thương cho bản thân hay cho đi. Diễn xuất xuất thần của Brad Pitt đã giúp ngôi sao Hollywood được đề cử tượng vàng Oscar, hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất. Sau 30 năm theo nghiệp diễn ở tuổi ngũ tuần, Brad Pitt hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh chàng trai hào hoa và kiêu hãnh trong những vai cổ trang, sung sức trong những màn đánh đấm hành động ngày nào. Song những biến động trong đời sống riêng tư là giúp anh thành công khi hóa thân vào những vai diễn số phận gai góc, một người cha trầm uất với những tư tưởng cực đoan và khắc nghiệt,
trong The Tree of Life năm 2011. Bộ phim giành được cành cọ vàng của đạo diễn Terrence Malick đã tạo đức diễn cho Brad Pitt đưa một phần cuộc đời mình lên phim. Người ta thấy ở Brad Pitt của ngày hôm nay, lối diễn xuất nhiều chiều sâu, xúc cảm hơn. Những tiết chế đúng lúc và bùng nổ cũng đúng thời điểm để người xem có đủ khoảng lặng để suy ngẫm. Đến thời điểm này, Brad Pitt vẫn là một trong số ít những ngôi sao điện ảnh lớn vừa có thể mê hoặc người hâm mộ bằng những bộ phim bom tấn, nhưng vẫn đủ khả năng thuyết phục giới rành sỏi bằng những vai diễn trong các tác phẩm mang tính nghệ thuật đích thực. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Tài tử đào hoa và hai cuộc hôn nhân sâu đậm. Thời trai trẻ, Brad từng hẹn hò với nữ ca sĩ đình đám thập niên 1980 là Sinéad, ngôi sao sáng giá Christina Applegate, Jules Colin, Robin Givens, Elizabeth Daly. Nhưng mối tình công khai đầu tiên của anh là với nữ diễn viên Gwyneth Paltrow sau khi đóng xong bộ phim Seven. Cả hai thậm chí từng đính hôn và chờ đón đám cưới, nhưng chỉ 6 tháng sau họ đã nói lời chia tay trong sự nuối tiếc của người hâm mộ. Năm 1998, Brad Pitt bất ngờ tuyên bố đã tìm thấy người phụ nữ của cuộc đời mình, chính là nữ diễn viên Jennifer Aniston, ngôi sao đang lên của series truyền hình Friends. Mối tình của cặp đôi quyền lực nhất Hollywood thời điểm đó đã tốn không ít giấy mực của báo chí, khi cả sự nghiệp và tình yêu của họ đều thăng hoa với một đám cưới hoành tráng. Họ kết duyên cộng hưởng tài năng trong sự nghiệp và hạnh phúc trong đời sống lứa đôi, nhưng khi mọi thứ tưởng chừng đã ổn định thì Brad Pitt lại tiếp tục rơi vào lưới tình với nữ diễn viên xinh đẹp tài năng Angelina Jolie khi đóng cặp cùng cô trên phim trường của Mr. and Mrs. Smith năm 2005. Bất chấp mọi dư luận nặng nề và ràng buộc khi đó, ở tuổi 42, Brad Pitt tuyên bố chia tay Jennifer Aniston và chính thức đến với Angelina Jolie. Thương hiệu Brangelina hạnh phúc hơn một thập kỷ. Mang tiếng người thứ ba song Angelina Jolie đã trở thành người phụ nữ định mệnh làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời nam tài tử đào hoa khi cả hai có những mối dây kết nối khăng khít hơn bao giờ hết, những đứa con. Nếu Jennifer Aniston luôn trì hoãn việc sinh con, thì khi đến với Angelina Jolie, Brad Pitt được làm cha hai con nuôi của Angelina khi đó là Maddox và Zahara. Cặp vợ chồng triệu đô tiếp tục khiến cả thế giới phát sốt khi có thêm con gái ruột là Shiloh, rồi con trai nuôi gốc Việt là Park Thiên. Hạnh phúc càng thêm viên mãn khi cặp song sinh Knox và Vivian chào đời. Suốt hơn 10 năm, cả gia đình đông đúc mang thương hiệu Brangelina thường xuyên đồng hành bên nhau trên đường phố, trong các liên hoan phim, những chuyến đi từ thiện khắp thế giới. Thậm chí trong những thời khắc đen tối nhất, khi Angelina phải cắt bỏ hai bầu ngực vào năm 2013 để ngăn ngừa bệnh ung thư, Brad luôn bên cạnh động viên người yêu. Sau một thập kỷ hẹn hò và 2 năm đính hôn, cuối cùng cặp đôi đẹp nhất của Hollywood cũng đã chính thức thành vợ chồng vào ngày 23 tháng 8 năm 2014 trong một lễ cưới giản dị bên các con ở Pháp như kết thúc có hậu của một câu chuyện cổ tích. Thế nhưng, hệt như chuyện phim, mối tình trắc trở này lại có một kết thúc buồn. Tháng 9 năm 2016, cặp đôi vàng khiến cả thế giới bàng hoàng khi Angelina xác nhận đã nộp đơn xin ly hôn với lý do những khác biệt không thể hòa giải. Trước đó, dự án phim By the Sea với sự tái hợp của cặp đôi do chính Angelina làm đạo diễn nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân cũng thất bại thảm hại. Nhiều nguyên nhân được đồn đoán như Brad ngoại tình, những khác biệt trong cách dạy con hay cả hai không có thời gian dành cho nhau. Nhưng tất cả không thể chối bỏ chiếc bình pha lê Brangelina quý giá đã tan vỡ. Lời thú tội muộn màng. Sau đổ vỡ trong hôn nhân, Brad Pitt lần đầu thừa nhận: "Tôi là Brad Pitt và tôi là một kẻ nghiện ma túy. Tôi là Brad Pitt và tôi là một kẻ nghiện rượu." Khi bắt đầu có một gia đình đúng nghĩa, anh đã từ bỏ mọi thứ chỉ trừ rượu chè. Đến tận năm 2016, khi gia đình bắt đầu có trục trặc, Brad vẫn còn sa lầy vào chè chén và thuốc lá. Không chỉ vậy, khi những đứa con cần một người cha ở bên để chỉ bảo và yêu thương, Brad lại dành quá nhiều thời gian đóng phim. Anh thừa nhận, chất cồn và chính sự nghiệp đồ sộ gây dựng suốt nhiều năm là những thứ khiến anh sa ngã, khiến anh đánh mất gia đình ấm êm. Nhưng đến khi thức tỉnh thì mọi thứ đã quá muộn màng. Brad cay đắng gọi hành trình bản thân nếm trải suốt thời gian qua là tự làm, tự chịu. Sau khi ly dị Angelina Jolie và vụt mất quyền nuôi con, Brad Pitt quyết định cùng hòa giải với vợ cũ để nhanh chóng kết thúc vụ kiện từ câu nói của một vị luật sư: "Không ai chiến thắng ở tòa, hơn thua nhau là ở chỗ, ai là người bị tổn thương hơn mà thôi." Brad đã học được cách buông bỏ để không phải chìm đắm trong tranh giành và cãi vã. Brad Pitt của hiện tại đã khác xưa, anh nhận ra lỗi lầm,
chủ động chỉ trích bản thân thay vì chĩa mũi dùi vào người vợ cũ. Và còn nữa, Brad đã bỏ được rượu và đang tập thành là một người cha đúng nghĩa vì con, người đàn ông quyết tâm bảo vệ gia đình mặc dù đã không còn chung một mái nhà. Xưa kia, trong truyện cổ tích đời thực của làng giải trí thế giới, chàng hoàng tử Brad Pitt thuần hóa thành công con hổ bên trong cô đào nổi loạn Angelina Jolie. Thời nay, họ lại kể một câu chuyện khác thực tế hơn. Gã tài tử nghiện rượu đã chịu rũ bỏ hơi men, tập tành làm một người cha đúng nghĩa dưới mái nhà thiếu vắng tiếng cười. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé.